Xin chào anh em đã quay trở lại với Vinh Thành Audio. Và hôm nay xin giới thiệu với anh em về chiếc đầu đĩa của Pioneer, model là F908. Với chiếc đầu đĩa này, ngoài chức năng đọc đĩa thông thường thì nó sẽ có thêm một cái chức năng, đó là lưu trữ đĩa, một cái khay chứa đĩa khổng lồ lên tới là 101 đĩa CD nha anh em. Và đây là cái nắp mở đĩa ra. Và nó sẽ bao gồm một cái khay, nó sẽ xoay bên trong nha. Em nhấn nút unlock và nó sẽ xoay nha. Và nó sẽ bao gồm một cái đĩa chính và 100 đĩa phụ nha. Và cái số lượng đĩa thì anh em sẽ nhấn ở đây để mà sẽ thay đổi số đĩa nha. Hiện tại là đây là B0 là đĩa chính nha. Rồi em sẽ đóng cửa đĩa lại. Nó sẽ xoay và nạp đĩa nha. Và máy về thì đẹp góc cạnh hết luôn nha anh em. Chút nữa em sẽ quay cận cảnh luôn cho anh em xem. Và em đã làm được một cái khiển học có thể chỉnh full được các chức năng của máy nha. Ta sẽ chọn đĩa nè, chọn số đĩa nè và nhấn để nạp đĩa nha. Và nút qua bài. Và bây giờ em sẽ test cái đĩa số 0 nha. Mắt đọc cực nhạy luôn nha em. Rồi top, em sẽ chuyển sang đĩa số 1 nha. Nhấn số 1 nè và nhấn nạp đĩa số 1 nha. Nhấn qua bài. Top nè, nạp đĩa số 2 nha. Nhấn số 2. Lót đĩa. Chàng thiếu. Mắt đọc cực nhạy luôn nha em. Ổ lưu trữ đĩa khổng lồ 101 đĩa CD nha. Đây là các đĩa em vừa đọc nha. Đĩa cũ chạy hết nhân nha em. Đĩa chép nha. Khay đĩa lưu trữ khổng lồ 101 đĩa nha. Ngoại hình còn khá tương đối luôn nha anh em. Và hiện tại là em đang phối ghép cùng với chiếc AMD Pioneer S2S. Anh em sẽ thấy là cái size nó to hơn rất là nhiều nha. Về kích thước chiều ngang. Chiều ngang của đầu đĩa là tiêu chuẩn là 420mm nha. Và chiều cao của nó là tới là 190mm. Chiều sâu là 420mm, size to khủng luôn nha anh em. Trưng bày rất là đẹp nha. Ta có thể sử dụng để làm một cái khay chứa đĩa khổng lồ 101 đĩa, rất là đẹp nha. Đây là cận cảnh mặt trước của máy nha anh em. Pioneer F908. Mở khay đĩa ra nha. Rót nè, nó sẽ xoay tới cái khay đĩa nha, khay đĩa chính nè. Đĩa số 1, số 2, số 3, số 4 nha. Và đây là các nút để lựa chọn đĩa nè. Và cái vết xước nhẹ nhẹ thôi nha anh em, nhìn kỹ mới thấy nha. Ở góc này, góc ở đây ha. Hình thức còn tương đối luôn nha anh em. Size to gấu nha. Pioneer điện áp 100V, công suất là 10W. PDF908. Sức cộng quang là cộng quang nè, cộng analog luôn nha. Size rất là to. Đang phối ghép cùng với chiếc AMD Pioneer nha. Trưng bày rất là đẹp nha anh em. Với chiếc đầu đĩa Pioneer F908 mắt đọc cực tốt,
lưu trữ đĩa CD khổng lồ lên tới là 101 đĩa, rất là đáng sở hữu và sưu tầm. Nghe nhạc hay, trưng bày đẹp. Với chiếc đầu đĩa này thì em sẽ bán với giá là 3.600.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.